con diều căng gió. Em sẽ không tức giận đến mức ăn thịt anh chứ? Em có nụ cười đẹp lắm em biết không? Mà tại sao em lại tiết kiệm nụ cười đến như vậy? Đời có gì vui đâu mà cười. Em đã từng yêu ai chưa? Nếu như em nói em chưa từng yêu ai thì anh có tin không? Tại sao một người con gái xinh đẹp đầy bản lĩnh như em mà lại chưa từng yêu? Ở em có sự quyến rũ chết người, đàn ông khó lòng mà cưỡng lại em biết không? Là con gái thì cho dù mạnh mẽ tới đâu thì người con gái đó cũng cần có một bờ vai để được yêu và được che chở. Em thì không có thời gian để yêu, và em cũng chưa gặp một người xứng đáng để che chở cho mình. Còn anh thì sao? Anh yêu lúc nào? Anh biết yêu từ năm học lớp 9. Thiệt hả? Con đứt ranh phải không? Ừ, anh yêu sớm thiệt hả? Nhưng mà từ trước tới nay anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Không đếm, cứ đến rồi đi. Mà không biết có phải là yêu không nữa. Anh đào hoa quá.